Hi tất cả mọi người, hôm nay là ngày Hằng được nghỉ làm nhưng lại rơi trúng vào ngày tuyết rơi rất là dày luôn. Thì vài tuần trở lại đây tuyết có rơi nhưng mà chỉ là rơi tí xíu rồi tan rất là nhanh. Nhưng mà hôm nay khi mà thức dậy rồi mở cửa sổ ra thì Hằng thấy bầu trời trắng xóa luôn, tuyết rơi rất là nhiều và mặt đường cũng ngập khoảng 5-10 cm rồi. Thì thật sự không biết phải là ông trời ưu đãi cho Hằng hay không, bởi vì Hằng cực kỳ thích tuyết rơi. Và những cái ngày như thế này nè mà được nghỉ làm á là kiểu như cho phép mình được làm biếng luôn á, là không cần phải nấu ăn, không nhận nhiệt, không gì hết, chỉ làm những thứ mà kiểu như những món điều mà mình thích thôi. Thì hôm nay cũng vậy, Hằng rất là lười cho nên Hằng quyết định sẽ đi mua một cái gì đó ăn nhanh gọn lẹ, bởi vì hôm nay chỉ có Hằng được nghỉ thôi á. Và đường rất là vắng người luôn. Hình như đi bộ chỉ có một mình Hằng thôi ạ. Lạnh cống luôn á. Vùng của Hằng ở đi đến đâu cũng thấy núi bao quanh hết trơn á, nhưng mà hôm nay chỉ là một bầu trời trắng xóa thôi, không thấy núi. Cái khúc này hơi bị dơ nha, tuyết tan là dơ lắm. Nhưng mà không sao, cố gắng vì cái bụng đang đói. Thì bình thường Hằng sẽ đi xe nhưng mà hôm nay tuyết khá là dày. Lúc đầu Hằng nghĩ là ngoài đường nó cũng sẽ đóng như vậy, Hằng hơi nhát tay cho nên Hằng quyết định đi bộ. Thì Hằng đi bộ đến cái tiệm Family Mart nè, Combini để mua cho nó gần á. Nhưng mà thấy đường trống trơn có miếng tuyết nào đâu, sai lầm rồi. Thường đi vào những cái tiệm Family Mart hay là 7-Eleven hay là Dawson á, thường Hằng mua những cái món mà đặc trưng ở cái chỗ đó bán thôi. Còn những cái món nào mà Hằng tìm được ở siêu thị thường sẽ không mua, bởi vì thực sự cái giá trong những cái combini này rất là mắc, mắc hơn cả mấy chục yên luôn á. Cho nên là chỉ mua những cái nào mà kiểu nó đặc trưng ở quán này thôi. Và hôm nay thì Hằng thích kiểu như là Hằng thấy trên quảng cáo có cái bánh bao cà ri rất là ngon, cho nên là Hằng quyết định Hằng sẽ mua bánh bao ăn. Và quên đem bọc ni lông theo nữa chứ. Trời lạnh như cầm hai cái bánh không không thì đi ra ngoài. Thì trên đường về á, do cũng hơi mệt rồi, đi cũng phải 20 phút hơn rồi, cho nên Hằng quyết định đi đường tắt về. Thì đi ngang qua khu vườn này của một người quen á. Thì bình thường nó rất là nhiều, người ta trồng cây mận, cây táo tùm lum hết. Nhưng mà hôm nay chỉ thấy một màu trắng xóa thôi. Thì gần ở kế bên vườn thì Hằng thấy có một con suối này, bình thường nước chảy rất là nhiều. Mà hôm nay trời tuyết rơi cho nên là nước cũng róc rách thôi. Về đến nhà thì cũng tầm 4 giờ rồi, cho nên là Hằng quyết định là sẽ cào tuyết trước khi mà mặt trời lặn á. Mùa đông thì thường 5 giờ 20 là bắt đầu trời tối đen như mực rồi, cho nên Hằng quyết định sẽ cào tuyết. Nhưng mà thấy con bé kế bên nhà đang chơi tuyết á, nặng cái này cái kia, nhưng mà Hằng không có dụng cụ, cho nên Hằng lấy cái vật trang trí con ong Hằng nặng hình này hình kia. Nhưng mà thấy thì ham chơi kiểu như vậy thôi, chứ thật sự rất là lạnh, tay mình lạnh cống luôn á, cứng mà nó kiểu cảm giác rất là đau buốt á. Nghịch nghịch tí cho lấy lại tuổi thơ. Nói chứ tuổi thơ thì ở Việt Nam làm gì có tuyết. Kiểu cũng khá là mệt rồi, tay Hằng cũng cứng rồi đó, cho nên Hằng chỉ chọc chút tí thôi, chứ thật sự không có nặng được hình gì hết trơn á, làm màu làm mè tí xíu vậy thôi. Cái này là dành cho những bạn nào thích tuyết như Hằng nè, kiểu như mình đạp mình dẫm lên nó thôi mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi đó, chứ không cần phải nặng con này con kia đâu. Khoảng mười mấy năm về trước á, thường là em hay mua nước đá mà kiểu như nước đá cục người ta chặt ra bập bập, lúc đó rất là thích nha. Cái bây giờ kiểu như là cố gắng mô phỏng theo chặt nước đá đi. Nếu thế là màn cào tuyết mình làm việc rất là nghiêm túc, nhưng mà chưa được 5 phút nữa bởi vì Hằng rất là mệt. Làm cái này thật sự là không có dễ đâu nha, bởi vì cái sức của nó mình phải cần dùng rất là nhiều, bởi vì tuyết rất là nặng á, mình đẩy lên xong rồi mình xúc lên. Cái này là mệt lắm, cho nên Hằng quyết định bỏ cuộc và Hằng chờ chồng Hằng về để cho ổng cào thôi. Bây giờ mình đi vô nhà mình uống một ly nước gì đó nóng nóng mình nghỉ thôi nha. Thật sự rất là mệt, thật sự làm chưa đến được 5 phút nữa nhưng mà kiểu đuối quá.
trời rất là lạnh luôn. Mà Hằng không có đôi boot chuyên dụng để cào tuyết nữa, cho nên là thôi sayonara. Thực sự mở cái bánh bao mà tức mình là tức luôn cái bà bán bánh luôn á. Không cho mình cái túi ni lông, mà túi ni lông bên Nhật toàn mất tiền không à, cho nên mình tiếc tiền mình cầm như vậy mình về. Mặc dù che dù nhưng mà nó tạt thì cũng ướt một tí rồi nè. Nhưng mà không sao đâu, lúc đó, chút nữa mình hấp nóng là ok thôi. Thì đây là buổi tối của Hằng. Không, buổi tối, cũng đúng, giờ cũng 4 giờ mấy rồi. Ăn tối ăn chiều luôn. Thì hôm nay Hằng uống với sữa đậu nành nóng. Nhưng mà Hằng bỏ thêm aojidu ha, là một kiểu như là loại bột chứ, bột rau xanh á. Tại vì bên Nhật rau, giá rau rất là mắc, mắc bằng thịt cá luôn á, cho nên đa số người Nhật con gái ấy, họ thường uống cái loại này nè để bổ sung rau á, giá nó thì rẻ hơn. Với lại Hằng thấy là rau ở Nhật ít loại hơn ở Việt Nam, đa số là những loại Hằng không thích không à, cho nên là Hằng uống cái này Hằng thấy hợp với mình á. Bỏ sữa đậu nành vô xong rồi mình khuấy, mình bỏ vô lò vi sóng là thành một sữa đậu nành nóng hương vị rau. Thì cái loại rau này nè, Hằng khuyến khích là nên uống với sữa chua hoặc là sữa bò hoặc là sữa đậu nành. Đừng có uống với nước trắng, nó tạ, kiểu như nó đắng đắng mà nó không, cái mùi nó khó uống lắm nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô lò vi sóng, mình quay cho nó nóng lại rồi mình ăn thôi. Thật sự cái bánh bao màu trắng thì Hằng ăn rồi, còn cái bánh bao màu vàng này thì Hằng chưa ăn. Nên lần này Hằng mua thử bởi vì Hằng thấy quảng cáo cũng rất là ngon, cũng khá là ok á. Nó của cái quán gì Kukui Chibanya gì đó Hằng cũng không biết. Nói chung là quán bán chuyên về cà ri á, thì nó làm cái bánh này. Nhìn bên ngoài shop là thấy ngon rồi nè. Bẻ ra trội thơm, nước mũi blem blem ha. Nó có phô mai đang chảy nữa nè. Kiểu rất là ngon. Còn cái bánh này thì nó là bánh được yêu thích nhất ở cái tiệm Family Mart á, nhưng mà thấy cái bánh này nó không ngon bằng bánh kia đâu. Nhìn cái vẻ nó khá là đơn giản, thì ở trong có thịt thôi với lại măng tây, không phải măng tây, kiểu như cái măng màu vàng á. Đi 30 phút hơn á, đi bộ 40 phút để mua có hai cái bánh bao thôi mà rất rất là ngon, rất là xứng đáng. Quảng cáo rồi. Vào những ngày mà Hằng đi làm á, thường kết thúc công việc là tầm 7 giờ rưỡi tối, sau đó nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa này kia các kiểu, thì thường không có thời gian nhiều để relax cho bản thân mình. Cho nên Hằng rất là quý trọng những ngày mà mình được nghỉ làm như thế này. Bình thường thì Hằng nghĩ là mọi người nghỉ làm thì sẽ tập hợp bạn bè để ăn uống vui chơi. Nhưng mà từ lúc qua Nhật á, thì Hằng không có một người bạn nào gọi là đúng nghĩa hết á. Cho nên là những cái ngày nghỉ mà nếu mà nghỉ chung với chồng á, thì hai đứa đi ăn uống này kia thì sẽ vui hơn. Còn những ngày mà Hằng nghỉ một mình á, thì thường là Hằng ngồi trước tivi này, Hằng ăn uống một cái món gì đó mà Hằng thích. Để cho thời gian nó trôi qua như thế này á, kiểu như mình thư giãn á, Hằng cảm thấy rất là bình yên, rất là hạnh phúc. Cái niềm vui đơn giản của Hằng vào những ngày nghỉ chỉ như vậy thôi. Cảm ơn mọi người đã xem đến hết video ha. Tạm biệt mọi người.